Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Ở tập trước, mọi người đã rời khỏi thần điện, sau đó tận mắt chứng kiến cảnh tượng thế giới thụ chậm rãi bay lên trời. Cựu đầu Sa Tôn ra rất tức giận, rõ ràng lại gặp được hai bộ cốt thư, ấy vậy mà lại bỏ lỡ, lại để cho cốt thư cùng với thần thụ bay lên trời. Làm Vũ cảm thấy khí tức của thượng giới, nàng đoán rằng cây này chắc là tiến vào thượng giới rồi. Thượng giới vô cùng rộng lớn, nếu như tiến vào các vùng tinh thần, âm vực thì ai cũng không làm gì được. Bởi vì cây này đã có linh, cho nên chắc chắn sẽ không cho người cơ hội tìm kiếm cơ duyên nữa. Đám tôn gia lập tức chỉ trích Thạch Hậu, tất cả đều tại cậu, nếu sớm giao ra cốt thư thì sẽ không tới mức này. Cựu đầu Sa Tôn gia cho rằng cậu đã xem hai khối cốt thư, chắc chắn còn nhớ một ít kinh văn. Mau nói nội dung ra ngoài, còn có thể giữ mạng. Thạch Hậu cứng rắn đáp trả, kinh văn đúng là đều nằm trong đầu. Có điều bây giờ bản thân cậu lại có một ý tưởng, đó là muốn thương lượng với Mê Lão. Kim Mô đạo nhân vô cùng tức giận, đã trộm lấy chí bảo bí thuật của Kim Mô tộc, còn dám dùng nó để giao dịch, nên lập tức lao lên tấn công. Vậy nhưng bị đám người cựu đầu Sa Tôn ra ngăn cản. Lão ta cho rằng Thạch Hậu sau khi đọc xong kinh thư, đã đạt tới được đại đạo, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, ngũ sắc lục tôn giả cũng từng chết không rõ ràng, cho nên không muốn hành động thiếu suy nghĩ như đám này. Nghĩ tới đây, lão ta liền phóng ra một tia tiền tức để kêu gọi thêm nhân lực tới, sau đó mới lên tiếng hỏi thăm điều kiện. Thạch Hậu thẳng thắn cho biết mình có hai yêu cầu, được đáp ứng thì sẽ tự tay dâng lên nội dung cốt thư. Đầu tiên là muốn bọn họ dừng làm khó ba người làm Vũ. Cậu nói nhỏ với bọn họ, lát nữa công pháp thi triển có chút nguy hiểm, rất dễ tác động đến mọi người, vẫn nên tránh đi thì hơn. Cựu đầu sai cho biết bọn họ chỉ cầu đại đạo cơ duyên, sao lại vô cớ làm khó ba người bọn họ chứ? Hành động đáp ứng một cách sảng khoái như vậy khiến Thạch Hậu nghi ngờ, e là không chỉ vì nôn nóng biết nội dung, nên chắc chắn sẽ không có định tuân thủ lời hứa. Đọc được suy nghĩ đối thủ, cậu cũng sảng khoái chốt họ. Trước khi rời đi, Tuyền Minh liền không quên đưa cho một món pháp khí định vị. Sau khi thoát đi, nhất định phải tụ họp với bọn họ. Cầm đồ vào tay, cậu liền quay sang phía ba lão già nói ra điều kiện thứ hai, đó là chia sẻ cốt thư cho một mình cựu đầu Sa Tôn giả. Lão ta muốn chia sẻ cho ai thì cậu sẽ không xen vào. Lời này chính là muốn để cho cựu đầu sai trở thành mục tiêu công kích. Nhưng mà nó cũng có thể nhân cơ hội này giải quyết Kim Ô đạo nhân. Lão ta lớn tiếng giải thích, tiểu tử đó rõ ràng là muốn chia sẻ, hy vọng mọi người đừng mắc lừa. Bản thân lão cũng sẽ không nghe kinh văn một mình, có thêm cả phần của Kim Ô đạo nhân nữa. Nghe những lời này, cự nhân Hoàng Kim và Thiết Huyết Cổ Thụ liền biết có gì đó không đúng. Vậy nhưng dù không muốn thì vẫn phải thả Kim Ô ra ngoài. Vừa mới được thả ra thì lão ta đã ngay lập tức lao lên đòi lại bí bảo. Hành động này cũng nằm trong tính toán của Thạch Hậu, nên trước tiên giết chết lão ta, sau đó sẽ tìm ra cơ hội đối phó với đám người Thiết Huyết Cổ Thụ. Rất nhanh, Thạch Hậu liền bộc phát lực lượng, rồi lấy nghênh chiến trực diện, lấy cứng đối cứng với Kim Ô Tôn giả. Chỉ một chiều đã tiến lão ta về đất mẹ, điều này khiến cho ba người bên kia hoảng hốt. Không ngờ tiểu tử đó lại thực lực thế này, may mà không lên trước. Đột nhiên ngọn núi lơ lửng phía xa rung lắc kịch liệt, cựu đầu Sa Tôn giả cười lớn, thì ra là xà sơn của tộc cựu đầu xà đã tới. Bọn chúng chào hỏi bằng cách tung một đòn công kích thẳng vào mặt Thạch Hậu. Ngay sau đó lần lượt từng phe thế lực của hai lão Sa Tôn giả cũng tới. Tới đây thì cậu cũng hiểu vì sao bọn họ lại có lòng tốt trao đổi như vậy, thì ra là sớm đã triệu hoán tộc nhân của mình đến đây. Cựu đầu xà lên tiếng hô hào, tiểu tử đó dựa vào chiến y trên người cùng với bí thuật là có thể giết chết tôn giả. Bọn họ không nên nội đấu, trước tiên đối phó với Thạch Hậu đã. Như vậy xem ra hiệp nghị đã không còn giá trị nữa, cho nên Thạch Hậu chỉ còn cách chiến một trận mà thôi. Cựu đầu Sa Tôn giả lập tức vận pháp trận kết nối ba tòa núi lại với nhau. Đa thần Thạch cho biết đây là tứ tượng trận, có lẽ tổ tiên của mấy tộc này đều biết trận pháp. Chỉ là trên trời bây giờ chỉ có sức mạnh của ba bên, còn thiếu khuyết một bên nữa. Có lẽ là tạm thời chưa tập hợp đủ nhân thủ. Chẳng hạn như nếu Kim Ô đạo nhân còn sống, thì biết đâu sẽ có thể bù đắp trận pháp. Như vậy cũng có nghĩa là trận pháp bây giờ không đầy đủ, nhưng mà cũng không dễ đối phó. Cự nhân Hoàng Kim lập tức tung chiêu đẩy Thạch Hậu vào bên trong huyễn cảnh. Đầu tiên là xuất hiện ở trong một khu rừng, bị các lá cây tấn công kịch liệt. Sau đó lại rơi vào nơi hoang dã lạnh lẽo, suýt bị con mã xa khổng lồ nuốt vào bụng. Kế tiếp là một bí cảnh khác, bị vô số dây leo trói lại một chỗ. Thạch Hậu không hoảng sợ, cậu trực tiếp dùng một mồi lửa đốt sạch đám dây leo kia rồi thoát ra ngoài. Trận pháp không đầy đủ, bọn họ không cách nào biến trận nên mới để cho cậu ta dễ dàng thoát khốn như vậy. Nếu như đầy đủ thì có lẽ phải chật vật một hồi mới có thể thoát ra được. Đa thần Thạch đột nhiên chủ động ra sân chiến đấu. Hắn muốn thử một chút uy lực của mình sau khi đã tiến hóa. Thạch Hậu đương nhiên không ngăn cản, được như vậy thì càng tốt. Hai bên cùng nhau chiến đấu. Nói rồi cậu liền ngưng tụ lực lượng vào bên trong Đa thần Thạch rồi ném nó ra ngoài. Đa thần Thạch vừa lao đi vừa vui mừng vì được thể hiện. Nó nhanh chóng lao về phía Thiết Huyết Tôn giả.
chỉ một cú va chạm đã khiến lão ta ngùm cụ tỏi, kế tiếp là đầm nát chiến đạo đang lơ lửng trên bầu trời, sau đó lao thẳng về phía cự nhân Hoàng Kim. Lão ta thấy vậy, liền vươn tay ra bắt giữ, đáng tiếc là uy lực của cục đá này lại quá mạnh mẽ. Nó trực tiếp xuyên qua và chặt đứt cánh tay còn lại của cự nhân Hoàng Kim. Việc tiếp theo là hợp lực cùng nhau đánh úp cừu xa đầu tôn giả, tiến lão ta về đất mẹ. Giải quyết xong mọi chuyện, Thạch Hạo liền quay người rời đi hội họp với đám người làm vũ. Không ai để ý rằng từ dưới đất bỗng dưng xuất hiện mấy chiếc rễ cây. Nó nhanh chóng hấp thụ lực lượng của cừu xa đầu tôn giả và cự nhân Hoàng Kim, sau đó trỗi dậy. Thì ra kẻ làm chuyện đó chính là Thiết Huyết tôn giả. Lão ta lập tức tấn công. Vì bị công kích bất ngờ nên Thạch Hạo nhanh chóng bị khống chế, sau đó bị rễ cây hấp thu năng lượng. Điều này sẽ giúp cho lão ta càng lúc càng mạnh. Đúng lúc tưởng như xong đời rồi thì đám người Tuyền Minh xuất hiện giải cứu. Sau khi thoát khốn, Thạch Hạo liền rút trường kích tặng cho đối phương một lỗ lên thân thể, tiến lão ta về đất mẹ. Tới đây thì chuyện trong bầu dưới đã giải quyết xong, Thạch Hạo còn có việc quan trọng khác nên cáo từ rời đi trước. Đi đến một vùng thảo nguyên xanh tươi thì Tiểu Tháp cũng quay lại. Hắn cho biết, tại nơi sâu nhất ở hỗn độn vô tận xuất hiện một cánh cổng nguyên thủy, vậy nhưng lại không thể đuổi kịp nên không thu hoạch được gì. Bây giờ chỉ xem Liễu Thần có thu được cơ duyên không mà thôi. Hắn không cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ lần này. Thiên đạo bất nhân, và sự đều có nhân quả, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bây giờ đã an toàn rồi, Tiểu Tháp liền thả người nhà của Thạch Hạo ra ngoài để bọn họ gặp nhau. Sau đó lại thả ra mấy lão giả Bất Lão Sơn, nể tình người đệ đệ nên thay cho bọn họ một mạng. Trong thời gian đó, tin tức Bất Lão Sơn bị một tiểu tử đáng sợ lấy sức một mình lật tung cả thượng cổ đại giáo được lan truyền rộng rãi. Bọn họ còn đặt biệt danh cho Thạch Hạo là Ma Đế. Đám người Hồng Hoàng nghe thấy tin tức này cũng ngưỡng mộ, điều này quá khó tin đi. Bất Lão Sơn khẳng định có thần linh tọa chấn, lại có hỗn độn pháp khí. Cho dù bọn họ liên thủ thì cũng khó mà lay chuyển. Tuy nhiên, sau khi nghe được tên tuổi người đã gây ra chuyện lại chính là Thạch Hạo, thì cả đám liền bất ngờ, lẽ ra nên sớm đoán được chuyện này mới phải. Ở một nơi nào đó, sau một thời gian vắng mặt thì ma nữ cũng xuất hiện. Mục đích chính là đến thăm Thạch Hạo. Nàng ta chủ động tìm tới cũng có nghĩa rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Điều đó là gì thì tạm thời vẫn chưa đề cập tới, vì tập phim đến đây là kết thúc rồi. Video này cũng dừng ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé!